Dạ xin chào quý khán giả, quý mạnh thường quân đang xem kênh Bagina. Dạ thì lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến toàn thể quý khán giả cũng như là quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. Hiện tại thì em đang có mặt tại xã Tham Đôn, ở huyện Mỹ Xuyên thuộc tỉnh Sóc Trăng đó cả nhà. Hôm nay em đến đây để chia sẻ lại hoàn cảnh của chú Phiền, 61 tuổi. Thì chú mắc một căn bệnh kỳ lạ là virus ăn mất của quý mà được con dâu chăm sóc trong thời gian vừa rồi thì anh em có chia sẻ đó cả nhà. Thì hôm nay thì còn ít phút nữa thôi thì gia đình cũng đưa chú đến chùa Tắc Rồng để làm lễ hỏa táng. Thì em cũng đến đây để chia sẻ lại chút hình ảnh này để gửi đến toàn thể quý khán giả cũng như là quý mạnh thường quân. Vì trong thời gian vừa qua thì cũng có khán giả, bên cạnh đó thì có mạnh thường quân cũng đã đồng hành cùng em giúp đỡ cho hoàn cảnh chú Phiền trong cái thời gian mà chú nằm bệnh ở nhà cả nhà. Đó thì hiện giờ thì xe cũng đến rồi nè cả nhà, xe cũng đến rồi. Em thấy thì có rất là đông bà con dòng họ cũng như là hàng xóm cũng đến đây để chuẩn bị để đưa tiễn chú đi nè cả nhà. Hôm nay thì là ngày 5 tháng 10 năm 2024. A Di Đà Phật. Phía bên trong thì các sư đang tụng kinh làm lễ để chuẩn bị để đưa đi với cái nhà. Xe là đang đậu ở ngoài rồi. Thấy có vàng nhạc như mất được 3 ngày rồi. Nay thì cũng là ngày cuối cùng để chú về đây ăn nghỉ. Đây thì hơi ồn, ở nhà cũng thông cảm thôi. Nay chắc hơi ồn. Bắt cho chú một cái hương. Đây mẹ nè, mẹ chồng nè. Thấy thế này rất là đông bà con cũng như dòng họ đến đây để đưa tiễn chú Phiền đó nha. Này nhìn rất là đông nè. Dòng họ đang thắp hoa cho chú đang hương. Chút xíu nữa thì cũng để động quan đưa chú đi. Con trai như là cạo đầu, con trai là cạo đầu hết, nên là đang thắp hương. Khó
Thật sự thì nói về câu chuyện của tiếng Việt á, thương con dâu có chuyện xảy ra, chuyện gia đình thì bỏ về nhà có 4 ngày thôi à, chú mất luôn rồi đó nha, chú mất luôn, chú bộ buồn rồi chú bỏ công việc gia đình, chị có gia đình đau lòng, chú đau lòng rồi đó. Con dâu đang ẵm con kìa, có con nhỏ đứa con rồi thôi à. Cưới nhau cũng lâu rồi à. Sau này là không con rồi à, khóc rồi bây giờ đây phút cuối mà khi mà thắp một nén hương để đưa tiễn chú mà thấy con cháu đang khóc rất là nhiều rồi nha. Đây là phút cuối cùng, giây phút cuối cùng để đưa tiễn chú về đây ăn nghỉ, giống như là đang thắp một cái nén hương tiễn biệt á, tiễn biệt vậy. Cái cô gái là bên các bên trại hòm từ thì mấy ngày mà khi mà anh em đến chia sẻ thì thấy rất là vắng vẻ, nhưng mà cái ngày cuối cùng này thì thấy hầu như là bà con dòng họ ở xa tập trung rất là đông đó nha. Qua đồng à, cũng rơi nước mắt rồi cái chồng thực sự trong lúc này gia đình cũng đang rất là bận rộn đau lòng đó, nên là anh em cũng không có tiền mà khi vào bên trong đó nha, thông cảm nha. Thấy cái thấy cái đầu của nút không à, nút không à. Sắp tới giờ rồi, sắp tới giờ đưa đi rồi. Đó không biết là con cháu hay là em gì đó mà chưa đến bên quan tài của chú. Rất rỡ. Con dâu đây, cái chị mặc áo hồng là con dâu thứ hai, con dâu thứ hai nghe thế nào. Con cháu của chú hay là em của chú quan tài chút xíu rồi đây cũng đưa chú đi rồi đó nha. Ở nhà này linh luôn biết mẹ là bà chân bị dọn dẹp mình toàn bờ bên con quê quán ប្រាប់តែប្រោកឡើងកាយដោះបង្អាចារុំអើយដូចគល់អហោ
không? Dạ. Đưa đến chùa tóc rồng hả? Dạ. Xa không? Gần. Gần này hả? Cái này hả? Vừa đến chùa tóc rồng cũng gần hả? Chùa tóc rồng nằm phía này á, chùa nằm đâu? Đúng đây. Ồ, sao thấy xe quay xe? Xe quay đi được rồi. À, đi vòng hả? Tám giờ rưỡi. Đúng 8:30 là ra. 8:30 là hôm nay rất là đông bà con, là cái đây là dòng họ không á hả? Dòng họ con. Chú dòng họ đông dữ lắm. Lại là thấy vắng. Nay rất là đông. Chắc ở xa rồi cũng về. Ở xa phải về không được ta. Buổi chiều 3 giờ còn ngồi nói chuyện bình thường, 5 giờ nằm ngồi ra đây luôn. Dạ. 3 giờ còn bình thường. Dạ. Mình nói 3 giờ là còn nói chuyện. Kiểu như nó ăn ra trớm mũi đó. Con bệnh nó ăn nhanh quá. Nó như nằm mà đau đớn rồi. Trong đó em quá em á hả? Em con cháu đi bên con cháu rất là đông mọi người. Giờ dở rồi, cái nhà chuẩn bị đi rồi đó. Thank you.
chú 61 tuổi rồi, không biết bạn có khóa nào nhiều không? Rồi đang bình ga, chuẩn bị rồi, cái nhà chuẩn bị đâu ra cả nhà ơi. Alo, bà ra xôm rồi bên chơi, con cháu, con mối dân mà dùng lắng, con tao thẳng đóng là bây giờ rồi. Trong cân là 8:15 nghe nha. Thu gần hết thân vào trong mặt viên, tình mọi trong là mặt viên. Và dân đọc là quả nhân tình đâm rồi. Bây giờ sẽ truyền dần giống như là lấy một cái hơi ấm đưa chú lần cuối. Quá giờ đông rồi nha. Bây giờ là thấy xây dòng rồi trước khi mà đưa đi, rồi giờ cũng ngày không biết sao thấy mọi người đang đứng nè. Bà thấy bên cài nó dân canh là mà đạp nó côn trâu nó thằng trâu nó bắn hay còn hướng lên bệnh đất ấy, lên tay là mà đau đó, còn đau khi tay khá chậm đất, buổi chiều tay chậm đòn, nói vậy chân chân tôi cầm rồi rồi ngày, chân lại thay mình người đó vừa cầm sâu, có đây lên tay là mà đau mà đau đó bạn, mà đau ra luôn, đau khi tay khá chúng ta thấy buổi chiều tay mà đòn, đi luôn hả, không được kinh đâu, hay nhân ngày nó dễ chậm đất, là mà đau cả thoi bẻ thì luôn á, phải xây dòng, cầm nhiên xây dòng, mà đau mà đau đó bạn, nói chung tôi làm lần bệnh viện đã, chụp môi cô trâu trên đó. Tao tê 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 t
Thank you.
gồng nha, chùa Tóc Gồng ở Mỹ Xuyên. Anh em cũng di chuyển đến chùa nha. Đi này ra chủ gồng nè. Tại đã đi đường vòng đó chứ đi đường này nè. Đi này nó có một quan cái này. Như cả nhà ơi, thì hiện giờ thì anh em cũng đang ở chùa, chùa Tóc Gồng. Thì chiếc xe mà đưa chú Phiên 61 tuổi thì cũng đang trên đường đến nè cả nhà. À, đến nơi rồi cả nhà. Phía bên đây là lò thiêu nha cả nhà, lò thiêu. Xe cũng đến rồi cả nhà. Xe đang di chuyển vào cả nhà. Tại quãng đường thì cũng khoảng 2-3 cây số nên là cũng khá là xa. Chưa thứ hai đi làm hả? Dạ, nó sẽ từ từ, cái gì từng sao. Đợi mới xong mà, mới đưa ba xong mà, từ từ đi. Để làm đá trăm ngàn cho ba. Đúng rồi. Cái chỗ ngồi đi để mọi thứ. Đây là bà con dòng họ không á hả? Em chứ ba. Hả? Em chứ ba. Ồ, đông gì đó hả? Em ruột của ba nhiều lắm. Em ruột nhiều lắm. Trời ơi, quá trời đông luôn. Bên cha chồng ha. Hôm nay mẹ có đi không? Dạ. Mẹ em có đi không? Mẹ em đi hôm qua. Hôm nay không có đi. Dạ. Đi hôm qua rồi chiều mẹ em đi chuyện em về tại nhà có người nội cũng gần 90 tuổi bệnh. Là ở nhà là mẹ đang chăm bà nội. Dạ, 90 tuổi. Dạ, có hai người thôi. Rồi đó
bà nội ở bạn người ba má về bây giờ bà nội hai mẹ chăm đó giờ luôn, chăm đó giờ luôn, rồi bà lớn tuổi ha. Bà nội á, mẹ chồng. Bà nội à. Mẹ chồng mẹ em là chăm chăm mẹ chồng. Dạ. Chăm mẹ chồng. Chưa vào cái gì thì chưa còn làm lễ nữa. Bỏ tiền. Men là anh về. Đặt ác đâu? Nè hả? Đặt nguyên lít đô nữa. Đặt không mẹ về chầm này nha. Em hai mẹ còn mất luôn, mình có giấu đi. Bé cầm giấu bé. Bữa con lại có về. Bữa con còn lại có về. À, quá nặng. Vậy hả cô? Trời ơi. Cô nói là bà già giận, bà già đuổi đi. À. Thằng dâu hiền quá cô, dì hiền quá. Dạ. Dạ. Cô nói là giận mẹ đuổi đi đó. Chứ bé cũng muốn đi nữa cơ nhà. Lý, có thể lý. Cũng có chuyện trong gia đình đó. À, nhiều người không có dám nói á. Cũng buồn thôi nè. Bây giờ chuẩn bị. Chuẩn bị làm lễ để đưa chú vào trong lò. Ở đây là chùa Tắc Gông. Chùa Tắc Gông hay Tắc Gồng em? Tắc Gồng, à, chùa Tắc Gồng ở Mỹ Xuyên. Nè hiền rồi nè, hết quậy rồi nè. Rồi gọi em nhan kìa hả? Em đang quen nha. Kiếm chỗ ngồi đi em, kiếm chỗ ngồi đi. Bệnh quá. Nghe nói thì trong thời gian vừa rồi cũng nạp đơn xin việc rồi đó cả nhà, đi đi làm á. Nó thì là bên mẹ của em Liễu này thì cũng đang chăm sóc cho một người bà. Mẹ em Liễu là chăm sóc cho mẹ chồng á, mẹ chồng đều lớn tuổi rồi cả nhà. Nhà thì có nghe nói là có mẹ với lại bà thôi. Cũng đơn chiếc á, cha của Liễu thì mất rồi. Thấy đông con cháu của mình cũng phiền rồi các nhà, đông rồi. Đây là chùa Tắc Gồng, Gồng ở Mỹ Xuyên. Bây giờ trước khi mà đưa vào thì sư đang làm lễ, đang làm lễ để đưa chú vào lò, đưa hòa táng đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cả nhà giờ thì sư cũng làm lễ xong rồi cả nhà, chuẩn bị đưa chú Phiền vào bên trong lò để làm lễ hòa táng đó cả nhà. Này thấy rất là đông, giờ chuẩn bị đưa vào cả nhà ơi, đưa vào rồi. Di Đà Phật. Ở đây thì cũng cầu cho hương hồn của chú được an nghỉ, phù hộ cho gia đình người thân sau thời gian dài bệnh tật đau đớn. Di Đà Phật. Đưa chú vào cái nhà. Đây là những người thân của chú Phiền đó nè. Chú ai không? Để chú đưa vào. Tất cả đồ đạc của chú được đưa vào đây đốt luôn. Đây đang nhìn vô, cái hộp kia đựng cái vô này kia. Đây là những em của chú, em với cháu của chú. Đồ chú là đem theo hết luôn. Đem theo hết luôn. Tất cả đồ đạc của chú là đem theo hết. Đốt luôn. Quả táo cùng với chú. Ở nhà thì hôm nay thì anh em cũng đến đây cùng với gia đình người thân và đưa chú Phiền 81 tuổi đúng như về nơi an nghỉ, đưa tiễn đoạn cuối này. Qua video thì cũng em cũng xin gửi một cái lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý mạnh thường quân với nhà thăm trong thời gian qua, thì cũng đã đồng hành cùng anh em giúp đỡ cho hoàn cảnh của chú trong suốt cái thời gian mà chú nằm bệnh á. Xin cảm ơn rất là nhiều. Ai cũng tích cực bình luận nhắn tin hết trơn ha. Tới trong ngày chú mà ra đi rồi mà thuốc còn về nữa rồi đem vô coi như thì chú đã ra đi. Thì cái thuốc đó thì cũng chắc cũng gửi cho những hoàn cảnh sau, nếu mà có bệnh thì sẽ liên hệ những người mạnh thường quân người ta gửi đó. Có mạnh thường quân gửi thuốc mà để sức á. Chưa có vợ chồng của chú đó chưa gửi, chưa có qua nó thì nhận để cho hoàn cảnh khác rồi. Người thông tin là chú mất luôn rồi. Thì giống như có một chú bên kênh YouTube của anh đó cũng gửi một cái thùng thuốc đó là thuốc nước cho uống đó, mà cuối cùng đem xuống thì đã ra đi. Bây giờ chú ăn nghỉ đã chuẩn bị châm lửa rồi cả nhà. Kết thúc rồi đó, kết thúc gia đình. Cảm ơn cô chú căn bệnh, kết thúc căn bệnh đau đớn với nhiều người đã xem kênh và đã đăng ký kênh và đã tập ủng hộ gia đình là tiền thuốc men gì đâu Phật. Thì bây giờ chắc cho phép em cũng như là tạm phép video này ở đây. Xin hẹn gặp lại toàn thể quý khán giả với mạnh thường quân ở video tiếp theo ha. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ. Như là chị dâu thứ tư kìa. Làm clip nữa.